Thưa quý vị, mùa hè cũng là lúc mà nhiều trẻ nhỏ, thanh thiếu niên thường rủ nhau đi tắm ao, tắm sông để giải nhiệt. Và đó cũng chính là thời điểm mà tai nạn đuối nước rất dễ xảy ra. Vào chiều ngày hôm qua 19 tháng 5, tại xã Sơn Đà, huyện Ba Vì, thành phố Hà Nội đã xảy ra trường hợp thương tâm. Hai nữ sinh trường trọc phổ thông bất bạt đã bị đuối nước trên sông Đà vào chiều tối qua. Ngày 20 tháng 5, trường trọc phổ thông bất bạt Ba Vì thành phố Hà Nội đã có báo cáo ban đầu gửi các cơ quan chức năng về vụ đuối nước làm hai nữ sinh của trường này tử vong. Theo đó vào khoảng 17 giờ ngày 19 tháng 5, sau giờ học về nhà, hai nữ sinh lớp 10 của trường trọc phổ thông bất bạt cùng chú tại xã Sơn Đà, huyện Ba Vì Hà Nội đã ra sông đá tắm và không may bị trượt chân xuống vùng nước sâu bị đuối nước. Được biết khu vực này vào buổi chiều thường có rất nhiều người dân trong khu vực ra tắm. Khi phát hiện hai nữ sinh bị đuối nước thì người dân lao cứu, nhưng do hai em bị xoáy vào khu vực nước sâu khoảng 4 mét nên đã không cứu được. Sau khi nhận được tin báo, Ban giám hiệu nhà trường đã cùng với ban đại diện cha mẹ học sinh, giáo viên chủ nhiệm, giáo viên bộ môn và học sinh hai lớp đến hiện trường thăm hỏi động viên gia đình học sinh, kết hợp với chính quyền địa phương lo các thủ tục hậu sự cho các em.